Em xin chào cả nhà yêu Hoa Lan trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 phải ta? Đúng rồi, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động á cả nhà. Tính là không up video, nghỉ một ngày nhưng mà nói chung là rất là nhớ cái kiểu mà làm video như thế này, cho nên là tiếp tục ở cái video này. Em biết sẽ lên một cái số mặt bông về hàng sưu tầm cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Bây giờ em ý mời cả nhà đi sâu vào video để mình có thể tham khảo những cái mặt bông mà mình yêu thích nha cả nhà ơi. Thì mở đầu video ngày hôm nay em sẽ có một cái cây này cho cả nhà mình cùng tham khảo nè. Đây là một cái cây cái gì tự nhiên quên ta. Đây là một cái cây cát nguyên thủy, mặt bông rất là đẹp và rất là xuất sắc luôn. Cây này là một cái cây dòng nó khá là xưa cả nhà. Tên của nó là Maxima Va-A-Ba. Và nói chung là cái cây này thì tầm thân lá nó chỉ bé bé xinh xinh và trung trung như thế này thôi. Em có một chậu như thế này, nói chung là nó đang đi rất là nhiều hướng. Một chậu như thế này thì nó sẽ tầm gần một chục lá và nó đang đi từ 3 tới 4 hướng. Nhưng mà cả nhà lưu ý giùm em, cái cây này thì cái kiểu nó chỉ bé bé và xinh xinh như thế này thôi nha cả nhà. Và mặt bông của nó nè cả nhà, đây, nó là một cái cây cát xưa, lưỡi ống cực kỳ đẹp và bên trong họng màu vàng như thế này. Những cái dòng mà em rất là thích, những cái dòng mà cát xưa có dòng lưỡi ống như thế này luôn là cả nhà. Và đặc biệt em sưu tầm thằng này rất là nhiều. Thì cái cây này em sẽ có màu trắng, họng vàng, rồi màu tím, rồi màu trắng, họng tím, cái kiểu như nó sẽ chạy gân á. Ít về sau thì em sẽ làm thêm video về một số hàng các nguyên thủy này cho cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đây em có một chậu như thế này, em chia sẻ với cả nhà là 300.000 em bao ship một chậu như thế này nha cả nhà. 300.000 em bao ship. Mặt bông em vẫn ghim bên góc màn hình để cho cả nhà mình cùng tham khảo, tại vì thực chất mà nói không có cái bông và không có cái bông để mình nhìn thì mình không biết miêu tả cái bông nó đẹp xuất sắc như thế nào, cho nên lâu lâu em cũng phải đưa điện thoại lên để em miêu tả cái bông cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Đây là một cái cây cát rất là đẹp luôn nha cả nhà, mặt bông của nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt cây này mùi thơm cực kỳ thơm luôn. Cái cây này mà không thơm thì thật sự mà nói là không phải là nó đâu cả nhà, bởi vì nó rất là thơm và nó thơm cực kỳ đậm đà. Đó, cái cây đó em chia sẻ cho cả nhà là 300.000 em bao ship. Cả nhà yêu thích cái mặt bông đó thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Tiếp theo em sẽ có một cái cây này nữa cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Em có một cái cây này nè cả nhà. Bán cái cây hắc tướng trắng này trước cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì đây là một cái mặt bông cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Em có một chậu như thế này. Đây là cái cây hắc tướng trắng. Hắc tướng có nghĩa là hắc gia lai tướng quân cả nhà. Và trong thường thường cái dòng hắc gia lai tướng quân nó sẽ ra được rất là ít mặt bông màu trắng. Thì nó sẽ có một cái cây trắng này được lọt vô top, là được mệnh danh là các anh chị và các cô chú yêu thích nó nhất, bởi vì mặt bông nó rất là đẹp và rất là xuất sắc. Em chia sẻ một chậu như thế này cho cả nhà mình cùng tham khảo là 500.000 em bao ship hắc tướng trắng. Nói chung cái chậu này thì là một cái chậu nó khá là xưa rồi cả nhà. Như cả nhà đã biết thì cái cây nào mà có máu của cái thằng hắc gia thì nó sẽ rất là xiên bông, và đa số là bông sẽ nở rất là đẹp. Và đây là một cái cây hắc tướng mà cả nhà có thể tận dụng rất là ok. Nếu như mà ai mà lấy chậu này thì cả nhà về có thể quan sát lại cả nhà. Mắt mầm của nó rất là to, em không biết làm sao để cho cả nhà mình quan sát rõ nữa. Mắt và mầm của nó sẽ rất là to luôn nè cả nhà, nó đang sưng hết rồi. Nói chung là cái này là mình nguyên một chậu 4 lá như thế này thì mình chỉ xài được 2 lá đầu thôi cả nhà, còn 2 lá sau là nó tạm thời nó bị hư mắt nha cả nhà. Một chậu như thế này em chia sẻ với cả nhà là 500.000 em bao ship. Và đây là mặt bông hắc tướng trắng nè cả nhà. Nói chung nó là sẽ là một cái cây hắc tướng mà được gọi là được lòng người chơi, và nó đỉnh nhất trong cái dòng hắc tướng. Nói riêng về hắc tướng màu trắng thì nó là đỉnh nhất nha cả nhà. Chứ em không dám nó đẹp, không dám khẳng định là nó sẽ đẹp hơn những cây hắc tướng màu vàng, màu cam, màu đỏ gì đó. Nhưng đây em đang nói về màu trắng thì nó rất là đỉnh và nó rất là đẹp. Đây, có những anh chị kêu cái cây này nó nở nhìn cái kiểu như mà nó đẹp, nó vừa đẹp và cánh nó vừa dày y như bông giả luôn, nhưng mà thực sự đây là bông mẫu nở tại vườn luôn á cả nhà.
nó rất là đẹp, khuôn cực kỳ tròn, cánh chồng rất là sâu, và đặc biệt cái lưỡi của nó là cả nhà thấy không? Cho nên bởi vậy nó mới được lòng người chơi, nó đẹp như vậy nó mới được lòng người chơi á cả nhà. Thật sự có anh kia anh kêu ui dồi cái cây này là hoa thiệt hay hoa giả vậy mà tại sao nở nhìn cái kiểu như y như là hoa giả thật sự. Cái cây hắc tướng này cánh rất là dày luôn và trồng rất là sâu nha cả nhà. Và cả nhà xem thân lá nè. Thân lá nó cũng chỉ mảnh mai như cái chậu em đang chia sẻ cho cả nhà thôi. 500 ngàn một chậu hắc tướng trắng em bao ship. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Tiếp theo em có một cái chậu này nữa nè cả nhà. Ủa? Chậu này mới đẹp nè cả nhà ơi. Chậu này đẹp lắm cả nhà ơi. Thên 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 thên. Trời ơi, thân lá của nó nè cả nhà. Bật mí với cả nhà, đây là một cái cây 351AD, có nghĩa em ghi tắt là 351 Anh Dương. Cây này em sẽ chia sẻ cho cả nhà một chậu như thế này, rất là đẹp và rất là xinh luôn. Đặc biệt thân lá của nó thì khá là lực lưỡng và khá là cao to. Cây này là nhà em trồng chưa gọi là chưa có đạt đâu cả nhà, mà nó sẽ cao tầm 40. Nếu như mà cái cây này cả nhà mà trồng đạt thì nói về mà để mà cả nhà chơi cái gu thẩm mỹ về thân lá thì nó rất là ok luôn nha cả nhà. Đây nè cả nhà thấy thân lá nó rất cao to và rất là khỏe luôn. Nè cái lá của nó cực kỳ bự nha cả nhà, nó rất là bự và rất là đẹp. Em có một chậu như thế này thì nguyên một chậu này, những cái thân này nó bị hư mắt nè cả nhà. Không biết được đó em trồng sao mà nó bị hư mắt hết. Và ở đây nó sẽ còn một cái hướng đầu như thế này. Nó sẽ còn một cái hướng đầu, lá đầu như thế này, kèm măng như thế này cả nhà. Nguyên một chậu như thế này thì đây là cái lá đầu và những cái lá sau này chỉ còn mắt gạo thôi cả nhà. Những cái lá sau này chỉ còn mắt gạo thôi nha cả nhà ơi. Cả nhà chú ý cái cây này giùm em. Em báo rõ trên video và cây này em đã trồng thuần rồi cả nhà thấy không? Cây này là em đã trồng thuần rồi nè. Rễ ấm chậu, em xách như vậy cho cả nhà xem. Rễ ấm chậu luôn rồi cả nhà nha. Em xách như vậy là rễ nó bám là nó không rớt cây ra là cả nhà biết em trồng rất là lâu. Và đặc biệt cây này rất là khỏe. Mặc dù là cái lá này là chỉ có một mình nó thôi, nhưng mà rễ nó ra trắng tinh trong cái chậu luôn cả nhà. Cái đây là một cái mặt bông màu đỏ. Cái này là hắc tướng Anh Dương. Sorry cả nhà, em xin lỗi sai nha cả nhà. Đây là cây 351 của Anh Dương. Có nghĩa là cái cây 351 này là của cái Anh Dương đó sổ ra. Đặc biệt cái cây này nói chung là nó khá là tuyệt vời. Nguyên một chậu như thế này em chia sẻ cho cả nhà là 850.000 em bao ship. Và cái quá trình mà còn mắc hay mất mắc gì em đã báo rõ vừa qua luôn rồi cả nhà. Cho nên cả nhà mua cây này chú ý giùm em. Tại vì sao em nhấn mạnh? Tại vì cái cây này nó có 4 lá nhưng mà nó bị mất lá, mất mắc hết 2 tới 3 lá rồi cả nhà. Đa số nó còn mắc gạo là nhiều, cho nên em nhấn mạnh để cả cả nhà có thể tham khảo. Nhưng cây này là một cái cây rất là lực luôn cả nhà nha. Đây cái măng này mình trồng tầm 2 tới 3 tháng nó sẽ thành một lá nè cả nhà. Một cái mặt bông màu đỏ tươi rất là đẹp và cực kỳ to, đặc biệt cây này nó nổi, cây này là đỏ tươi nha cả nhà. Mặt bông này nó sẽ là đỏ tươi cực kỳ đẹp luôn và rất là to. Cây này nở tầm 16 tới 18 xăng. Cả nhà lưu ý giùm em, cây này là đỏ tươi chứ không phải đỏ sậm nha cả nhà. Hai con mắt nó rất là đẹp luôn, hai con mắt nó màu vàng cực kỳ đẹp. Để em lấy mặt bông ra cho cả nhà mình cùng. Hai con mắt nó cực màu vàng cực kỳ đẹp và lưỡi nó tròn kinh khủng luôn. Lưỡi rất là tròn nè cả nhà. Lưỡi cực kỳ tròn và nó sẽ có cái độ nhúm của cái lưỡi đều đặn như thế này. Đặc biệt cây này nở vài ngày thì nó sẽ chạy gân trong cánh như thế này. Hồi cái cây này nó rất là đẹp luôn. Nếu mà cả nhà tin em thì cả nhà phải chơi cái cây này cho em. 351 Anh Dương nha cả nhà. Nó cực kỳ đẹp. Cây này nó đẹp lắm cả nhà ơi. Bỏ qua rất là tiếc thật sự. Em có một chậu như thế này, 850.000 em bao ship. Mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Cây đó là 850.000 nha cả nhà. Tiếp theo em có một cái cây này nữa cho cả nhà, một cái hướng này cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì cái hướng này hiện tại em mới vào chậu thôi cả nhà. Nó chưa có ấm rễ. Cái hướng này em mới vào chậu. Hướng này là hướng 351 bướm. 351 bướm là một cái cây màu đỏ sậm, mặt bông đây nha cả nhà. Nó sẽ là một cái cây màu đỏ sậm và trong phần lưỡi nó sẽ có cái phần màu vàng. Phần màu vàng đó nhìn y như cái kiểu con bướm nó đang đậu trên cái lưỡi luôn á cả nhà. Đây em có một hướng 4 lá như thế này. Đây, và cái lá các em có một thân nó bị khô như thế này nè cả nhà. Cái này nó bị khô lâu lắm rồi, nó bị từ xưa tới giờ luôn cả nhà, từ lúc mà em trồng làm giống á. Cho tới bây giờ thì nó đẻ ra được thêm 2-3 thân này nữa. Còn cái này là em trồng từ lúc
Cái này là từ lúc trước tới giờ là em không dám bán, tại vì em sợ nó bị này bị kia. Nhưng mà thực chất là mình trồng nó vẫn đẻ bình thường. Và ở dưới cái mắt này nó vẫn còn xanh tươi cả nhà. Cái thân nó mắt vẫn còn xanh tươi. Lúc trước á, đáng lẽ là cái này em bán lâu lắm rồi, nhưng mà do em thấy vết thâm như thế này em không dám bán. Nhưng mà mình nuôi thời gian thì nó vẫn sinh sản bình thường, nó đẻ ra như thế này. Coi như cái này là em chỉ bán hướng ba lá như thôi nha cả nhà. Cái này mình bỏ. Nhưng mà cái này là cái hướng đen, cái lá đen đen này vẫn còn mắt còn đầy đủ luôn. Hướng này em chia sẻ cho cả nhà, hướng ba lá như thế này là một cái hướng ba lá như thế này nha cả nhà. 1 2 3 lá như thế này. Em chia sẻ cho cả nhà là 550.000 em bao ship. Nói chung gu ai mà thích màu đỏ sậm, bông to thì không nên bỏ qua cây này. Cây này đặc biệt cánh rất là dày, cực kỳ trồng và cực kỳ nổi luôn cả nhà. Nó là một cái màu đỏ sậm á, bông rất là dày luôn. Ai đã trồng cây này nở tại vườn thì cả nhà cho em ý kiến tham khảo nha. Em thấy đa số 10 người trồng, 10 người khách của em là nở hết 9 người nở đẹp rồi đó cả nhà. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Ai thích 3 năm một bướm, em mời cả nhà mình cùng lên đơn 3 năm một bướm nha. Rồi em có một cái chậu 158 cho cả nhà mình cùng tham khảo. Đây là một cây 1158 cam gân rất là đẹp luôn. Em có một hướng siêu đẹp luôn cả nhà. Đây. Cái này nó đang nhú rễ ra và đây là một cái cây 158 rất là đẹp. Đây là cây 158 em chuẩn bị chia sẻ cho cả nhà. Nè. Em mới vào chậu thôi cả nhà, tại vì có những cây bụi nó rất là to thì đa số em sẽ tách ra em vào chậu. Khi nào em rảnh thì em sẽ tách ra em vào chậu. Và cái nào chưa ấm rễ thì em sẽ báo với cả nhà, chưa ấm rễ. Cây này thì nó chỉ mới đang nhú rễ thôi cả nhà, nhú rễ thôi. Cái hướng 158 cam gân như thế này, em chia sẻ cho cả nhà là 750.000 em bao ship nha cả nhà. Cây này thì nó sẽ có máu của thằng hắc gia, lai với cái gì thì em không biết, nhưng mà em thấy hai lá như thế này thì chắc cú là nó sẽ có máu hắc gia. Tùy theo thôi cả nhà, nó sẽ có lá hai lá và nó sẽ có lá một lá, tại vì lâu lâu nó còn lại cái gen đột biến, cái gen trội của những cái cây mà người ta lai với nhau thì lâu lâu nó sẽ ra một lá như thế nha cả nhà. Đây là cái hướng mà bông mẫu luôn cả nhà, vẫn còn cuốn hoa nha cả nhà. Bông mẫu em cho cả nhà mình cùng tham khảo nè. Bông nổ để em sẽ cho cả nhà mình cùng tham khảo. Rất là đẹp luôn. 158 cam gân nha cả nhà. Đây. Mặt bông thì em vẫn sẽ ghim lên màn hình, nhưng mà em vẫn cho cả nhà mình cùng tham khảo. Đây là cái cây 158 cam gân. Tại vì sao người ta gọi nó là 158 cam gân cả nhà? Tại vì trong cái lưỡi của nó sẽ chạy gân rất là nhiều như thế này nè cả nhà, thấy không? Đây là một cái cây chuẩn cam luôn, chứ nó không có lai qua đỏ cam. Cây này là cây thuần màu cam, nhưng mà cái lưỡi của nó sẽ hồng hồng ba bi như thế này nè cả nhà. Lưỡi rất là tròn, hai con mắt rất là to, và đặc biệt cái phần gân nó chạy trong lưỡi như thế này. Thì một trong những cái cây lan mà thường thường có lưỡi chạy gân như thế này thì nói chung là nó đó là những cái gen trội của những cái bông này á cả nhà, nó rất là đẹp luôn. Nè cả nhà thấy không? Gân rất là đẹp và rất là xuất sắc. Cái hướng 158 đó em mới báo là nhiêu quên mất tiêu rồi ta. 700.000 hay 750.000 gì em mới báo đây em quên rồi. Em bao ship nha cả nhà. Cái đó thì em sẽ nhổ chậu em gửi cho cả nhà, thì vì thực chất là nó chưa có cọng rễ nào hết đó. Anh chị nào yêu thích cái hướng 158 cam gân này thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn cả nhà. Đó. Nói chung cây này ăn tiền là ở cái lưỡi và ở những đường gân như thế này. Rồi hôm nay em sẽ lựa những cái mặt bông này rất là đẹp cho cả nhà mình cùng tham khảo. Anh chị nào yêu thích một trong những cái mặt bông ngày hôm nay, em mời cả nhà mình cùng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119 để em được chốt đơn cho cả nhà. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh YouTube của em nha. Nếu như mà mình có xài Facebook, Zalo hoặc là cái gì phần mềm nào đó thì cả nhà có thể chia sẻ kênh YouTube cho em nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh YouTube cho em nha. Để làm chi? Để một khi em up video thì cả nó sẽ thông báo tới cả nhà. Biết đâu mình sẽ thông báo, nếu nói chung là mình không cần mua thì mình vẫn đăng ký bình thường cũng vẫn được, không sao cả cả nhà. Biết đâu mình sẽ sở hữu được một cái mặt bông mà một trong những mặt bông đó sẽ là một trong những cái mặt bông khan hiếm thì sao, đúng không cả nhà? Tại vì Cattleya là một trong những cái dòng người được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, cho nên là thực chất mà nói về có những mặt hàng đại trà thì nó không có đâu cả nhà. Cái gì mà gọi là như hàng tem á, người ta cấy mô lần trăm cây ngàn cây thì còn có đại trà, còn hàng sưu tầm thì chỉ nhân giống bằng cách tách chiết, cho nên số lượng nó sẽ bị giới hạn và nhân giống rất là chậm luôn cả nhà. Cái quá trình mà từ một cái mầm, từ một cái măng mà để thành một cái thân lá hoàn thiện thì mất tầm 2 tới 3 tháng luôn á cả nhà. Rồi, em sẽ làm video tới đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà nha. Em chào cả nhà nha.